Mình xin chào các bạn. Thì hôm nay mình đang có mặt ở tại cửa hàng Xe Mai Duyên. Bên ngoài hôm nay mưa rồi cho nên là mình không có đi ra ngoài, quay từ ngoài vô. Địa chỉ là ở số 67 đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, Sóc Trăng. Thì đây là chiếc xe Yamaha MX King nhập khẩu Indo, phiên bản 2018. Bạn này tên là Trình Văn Thắng nè. Bạn đã nhờ mình quay lại để làm kỷ niệm luôn. Do bạn Huy tư vấn nè các bạn. Bạn Huy ha, MX King 2018. Rồi. Thu hộ là 52 triệu cộng 500 ship đi tới Lai Vung, Đồng Tháp. Ok chưa? Đây là tên tài khoản Lê Thu Sương, ngân hàng Vietinbank nha, tức là chủ cửa hàng đó các bạn, số tài khoản nè. Tất cả các dòng xe ở đây cửa hàng đều ship hết, ship ra tới Hà Nội luôn. Cho nên là các bạn cứ yên tâm về vấn đề này. Còn quay trở lại với chiếc xe này á, thì nó là phiên bản 2018, cửa hàng vẫn còn, nhưng mà còn ít thôi, chỉ một vài xe. Bạn nào thích cái mẫu này á, thì có thể là chốt luôn ngay bây giờ sau clip này. Bây giờ mình sẽ quay chi tiết nổ máy vào số cho bạn cũng như những bạn khác đang quan tâm xe này xem luôn ha. Chỉ một màu duy nhất thôi nha các bạn, là màu đen tem xanh như thế này. Cái bản này thì vỏ trước nó vẫn còn rất là nhỏ chứ nó không to như các đời sau này đâu các bạn. Kích thước vỏ đun lớp nè, nó ở bên này mình có vỏ trước đi ha, đun lớp nó đâu mất tiêu rồi các bạn. Sẵn được mình cho các bạn coi luôn cái đát vỏ luôn. Này sao mà đắt vỏ này nó ngộ ha. Nè. Đúng không? Phải đúng vỏ không? Đúng ạ. Đúng không? Đúng. Sao con số lại? Đúng 45, 18 đúng không? Đúng. Tuần 45 của năm 2018 đó các bạn. Dunlop. Ok ha. Vỏ này thì nó nhỏ à. Vỏ này nó vỏ 70 90 gì. Cái Dunlop này cái sai vỏ nó đẩy nhỏ xíu, thấy không? Đó, nó đẩy nhỏ xíu xíu à, đẩy 19-17 đúng không? Chính xác luôn ha. Còn vỏ sau thì nó mới 120, vỏ sau thì nó mới 120 nha các bạn. Tất cả đều là đùn lớp nè, 45-18 nữa các bạn ha, đùn lớp. Đây 45-18, bỏ 127, số nó nhỏ xíu thôi các bạn. Vậy đi, bây giờ á, trước tiên á, là mình cho các bạn xem luôn cái số khung. Đây là phần quà mà cửa hàng sẽ chuẩn bị sẵn nè các bạn. Nè, em mở kinh anh Thắng, Đồng Tháp. Đây là bộ hồ sơ, rồi hai nón bảo hiểm, áo mưa, áo thun và hai móc khóa. Còn đây là gương luôn. Bây giờ tạm thời mình để nó đây nha các bạn ha. Của xe nè, các bạn xem. Mở yên đây nha, chút xíu mình mở mình để cho các bạn xem từ từ nha. Mình che số cuối lại. ZK nè, đây cái chữ Z này là 2018 thì nó theo thứ tự bằng chữ cái mình đó các bạn. KK là 2019 và chữ L là 20 ha, thì này là ZK nè, chính xác đời 2018. Ok chưa? Rồi bây giờ mình soi từ chút cho các bạn xem, rồi với bạn Thắng xem luôn ha. Đây mở đồng hồ nha. Cái đồng hồ cơ làm gì làm khi mình quặt mình mở đó các bạn, quặt thế này nè, nhìn thấy nó xịn sò ghê luôn á. Đó, hơi ha, đề luôn đi các bạn. Đây vòng tua 1.500, nó tầm khoảng 1.400-1.500 các bạn, chính xác ha. Chút xíu đi mình sẽ vột số cho các bạn xem luôn. Bây giờ mình sẽ soi từ từ nha. Đầu tiên là cánh bẩn nè, đen mờ hết, tem xanh. Động cơ toàn thân xe là màu đen hết các bạn, chỉ có cái chỗ này nè, cái miếng mà chữ H á là nó mới là màu đen bóng thôi ha. Tem xanh rồi, mâm là viền xanh luôn nha các bạn. Cái này chỉ là do cửa hàng dán vô thôi nha, chứ nhập về nó không có miếng này đâu các bạn, đừng coi miếng này. Mình coi lại dưới cái đi ha. Nè, OE, bình xăng. Cái hộp đồ nghề dưới này nè các bạn, nguyên bản nó vậy luôn đó. Nè, sách hướng dẫn sử dụng nè, với đồ nghề ở dưới ha. Đây phía sau,
Đây, siêu thị xe máy Mai Duyên. Bên này ha. Đĩa sao nè các bạn. À, những bạn nào mua xe ở đây qua hình thức là ship xe như thế này, có muốn mình quay để làm kỷ niệm thì cứ comment vào hoặc là nhắn thẳng qua Facebook của mình cũng được ha. Đó. Mình nghe tiếng máy nha các bạn. Nhẹ thôi, nghe tiếng bộ nha. Ok ha, mẫu 2018. Đây là cụm ổ khóa nè các bạn. Đây, để trước. Rồi, quay trở lại cụm đầu đèn. Không có công tắc đèn các bạn. Mà cũng không có luôn cái công tắc hazard luôn. Không có luôn ha. Pha. Có. Pha ha. Xi nhan. Đây. Rất là ngầu ha các bạn. Đẹp không? Siêu ngầu. Bây giờ mình sẽ vô số nha. Côn nè. Taxi nhan ha. Vô số nha. 5 số thôi. 1 trước 4 sau. 1 2 3 4 5. Trời ơi, số nhẹ hiệu luôn các bạn. Cắt côn hoàn toàn nha các bạn. Đây, buông ra nè. Đó. Cắt côn nha. Ok ha. Côn chỉnh á, chuẩn á. Về lại nha. Về số 1 đi. À, nó viền xanh thế này nhìn thấy nó cũng có cái nét rất là chất các bạn ha. Viền xanh nè. Ít có cơ hội nào ra ngoài quay thế này lắm. Mâm trước viền xanh với phần bẩn. Rồi nguyên cái đường chỉ phía sau. Rồi vỏ phía sau nè. Giá là 54 triệu, nãy giờ chắc lẽ là mình quên, không với các bạn ha. Giá là 54 triệu nha. Ok, cắt đó các bạn ha. Dịnh lại là đứng luôn nè, các bạn chú ý ha. Cắt côn hoàn toàn. Số 1 đó các bạn. À, vẫn có tiếng giọng nồi đặc trưng nha. Các bạn nghe nè ha. Cắt nè. Mở côn nè. Cạnh cạnh cạnh. À, đó là đặc trưng của dòng xe Yamaha Exciter rồi, cũng như là mở kinh này. Rồi, tắt máy nha. Nãy giờ nó cũng lâu rồi. Ok. Bạn ơi, nếu bạn có xem thì vào cho mình thấy cái comment, cái bình luận của bạn nha. Cụm đầu đèn nè, phía trước. Mình vẫn thích cái cụm đầu đèn này hơn so với cụm đầu đèn mới các bạn. Nhìn thấy nó gọn xe hơn. Mặt nạ. Đây là phần cổ bô ha. Cắt nước nè. Còi nè. Phần đĩa ha. Cái mặt nạ này cũng sơn bóng các bạn. Mặt nạ sơn bóng, đầu đèn sơn bóng ha. Đây, phía sau. Soi kỹ là phía sau chút xíu ha. Bạn nào quan tâm thì mình cứ alo ngay cho cửa hàng để nhận được sự tư vấn chi tiết hơn về vấn đề trả góp nè, về ship xe nè. À, cửa hàng ship Sóc Trăng, thành phố Hồ Chí Minh, Sóc Trăng, Cà Mau là miễn phí hoàn toàn. Các bạn nhận xe trên tuyến quốc lộ 1A là free ship. Còn nếu các bạn nhận xe ở tận Hà Nội thì khoảng chừng 500 ngàn thôi ha. 500 ngàn thôi, không có khoảng chừng nữa mà là 500 ngàn. Đây là cái sự hỗ trợ tối đa của cửa hàng cho các bạn.
Còn tại sao bạn này ở Đồng Tháp mà lại là 500 ship? Bởi vì bạn không nhận xe trên tuyến quốc lộ 1A. Cửa hàng phải có một chiếc xe tải riêng để mang đi đến cái nơi bạn nhận. Tức là tẻ hướng rồi. Mình quên không cần che, chưa ghi số điện thoại ha. Tại bạn nhờ mình quay nè, Trình Văn Thắng. Bây giờ mình sẽ khép lại cái video này ở đây nha. Hy vọng mình quay như thế này là cũng khiến bạn hài lòng rồi, cũng chi tiết rồi ha, không còn thiếu chỗ nào. Từ cái đáp vỏ, từ cái số khung mình che phía sau lại. Trời mưa nhưng mà khách vẫn đến nha các bạn. Có chiếc Surprise này á, là ship đi Vũng Tàu nè các bạn. Bà Rịa Vũng Tàu nè ha. Nè, 500k ship thôi. Đi Vũng Tàu luôn. Surprise này đang có tuần lễ vàng nha các bạn, giảm 2 triệu. Elite Mode này là màu độ mang ra ngoài để giao khách luôn nè. Elite 350. Chiếc này đi Vĩnh Long. Miễn phí nè các bạn thấy không? Miễn phí ship nè. Elite 350 nha, miễn phí ship. Hôm nay thì đang là 14 tay. Nhưng mà anh khách này không nhận bây giờ đâu. Rồi, bây giờ mình sẽ kết thúc video nha. Xin chào các bạn.